đi vô từ phần đầu với anh em. Xe này là vô mặt nạ clip, là clip mà nó không có hai cái đồ gắn biển số anh em. Em bán là 250.000 một cái, bao gắn cho anh em luôn. Xong kế tiếp là tay gimbal. Tay gimbal là mình bán 850.000 một cặp, có sẵn bình dầu luôn. Tặng cho anh em bộ bát chân kiến luôn. Anh em bán xe gì gắn không có sợ chú ngang nữa. Rồi kế tiếp là xe này có gắn Volkswagen Boy dù Titan. Có tay mình bán 100.000. Dù Titan thì 200. Combo này bao gắn nha anh em. Tay cũng khá đẹp đó, 800.000, 850.000. Anh em bán xe gì cũng được. Đấy, tiếp là tới dàn chân nha anh em. Chân trước thì đi vỏ Michelin CTGO 70 90 14. Mâm thì mâm ACO 8 cây. Mâm này sơn trắng. Này nếu mà giá tính giá trung bình thì cái mâm này nó mình bán 1.850.000 thì anh em cũng vừa chơi đó. Để oversize này mình bán là này là 11 anh em, để oversize 11 mình bán là 650.000 hỗ trợ với anh em luôn. Heo Adeline chính hãng nhiều hơn. Rồi heo này á chung là nó dễ tiền, mà cái hình nó cũng giống như heo Gepo mà nó là đồ chính hãng. Ở anh em chạy nó có hư thì ta cũng bảo hành, công ty nó bảo hành cho anh em, mà mình trực tiếp bảo hành cho anh em luôn. Cuộc trước thì cuộc là CM TM7 ti trắng, cuộc này đi nó rất là đầm nha anh em. Số em quá. Rồi xong kế tiếp là cuộc sau ISS G Sport chính hãng nè, mà mình bán là 2.700.000 bảo hành cho anh em 3 tháng, hỗ trợ lắp ráp cho anh em luôn. Gió thì BMC chính hãng nha anh em, bôi khỏi Vinbass. Gió BMC mình bán 1.250.000. Bôi khói thì 250.000. Kế tiếp là gió Michelin CT mâm Asigo 8 can. Ra xe này nó cũng có một bộ nhám cam nữa, nhưng bộ nhám cam này mình bán là 1.150.000 hỗ trợ lắp ráp cho anh em. Này mình ráp nửa tiếng là xong nha. Đây là cái yên zin cắt gọt da, da chữ thêu nguyên bộ. Nguyên cái yên này là mình làm, mình gia công không hết luôn cho anh em, và tự yên zin của anh em nha, là 450.000 bao ráp. Kế tiếp phần dưới này là bô G8. Bô này phù hợp cho anh em từ xe zin đến xe bô xăng lửa. Còn xe 62 thì anh em móc thêm nha anh em. Có thêm một bộ VAB nữa cho nó không bị dằn trong máy. Còn chi kết CNC thì mình bán 150.000. VAB thì ráp luôn ở tiệm mình luôn là 230.000. Còn anh em mua về thì 200 nha anh em. Rồi cảm em, cảm ơn anh em xem clip. Số điện thoại là 0981878838. Shopee là khoa 875803 50 Hữu Quân phường 1 thành phố Mỹ Tho. Rồi cảm ơn anh em.